này, mẹ cho con hỏi một câu: vì sao càng lớn càng buồn, vì công việc hay là... Mẹ ơi, mẹ áp lực lắm đúng không? Gia đình rồi đến xã hội, một tay mẹ chăm lo. Con này đã lớn, mẹ cũng già hơn. Con càng đi xa, mẹ càng lo âu. Từng lời nói qua tiếng điện thoại, từng món đồ mẹ gửi cho con. Con à, ăn nhiều vào nhé. Lời nói ấy biết bao chứa đựng những lời tâm tư. Lời nói ấy giúp con hiểu được nhiều điều hơn thế. Cả cuộc đời mẹ dành chăm con, mẹ nói con không phải lo. Con hãy giữ tròn lên người, con hãy sống sao cho vui. Mẹ à, con gói lời sau cuối cùng hãy được bình yên. Mẹ này, mẹ có hỏi con không? Dù những lỗi lầm con đã làm, con biết dẫu những lời mắng và tiếng thở dài, mẹ muốn đời con tốt hơn, hơn những gì mẹ đã trải qua. Thời gian của mẹ trôi theo dòng sông cùng bộn bề thơ. Hôm nay mặn sau những lần cãi vã, muốn chưa nhận ra đúng sai đã khiến mẹ buồn. Những người nói những lời ra buốt xa, mẹ chẳng nói được gì, đôi mắt như muôn vỡ hoa. Sau ngày ngậm lại chiếc lá vẫn xanh, tao không ngừng điểm xét thời gian. Phải chăng cô nhận ra sớm hơn, mẹ đừng muốn đời con tốt hơn, hơn những gì mẹ đã trải qua. Mẹ này, thanh xuân của mẹ đẹp không? Mẹ cười và thì thầm rằng: thanh xuân của mẹ là con.